Mới đây, giá xăng đã giảm xuống chỉ còn 17.880 đồng một lít. Đây được cho là mức giảm mạnh nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Điều đáng nói là sau đợt giảm giá xăng dầu mức kỷ lục này, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải vẫn chưa có động thái giảm giá vé để chia sẻ với hành khách. Ghi nhận của VTC14. Tại bến xe khách nước ngầm Hà Nội, hiện có khoảng 200 phương tiện hoạt động. Nhưng sau đợt giảm giá xăng dầu kỷ lục cách đây 5 ngày, vẫn chưa có doanh nghiệp nào đăng ký giảm giá cước. Như hãng xe khách Văn Minh chạy tuyến Hà Nội-Nghệ An có 9 phương tiện hoạt động, hiện vẫn giữ mức vé 230.000 đồng một lượt. Trong khi đó, một số nhà xe chạy cùng tuyến chỉ có mức vé 200.000 đồng một lượt. Thấy nó hợp lý vì dịch vụ nó hoàn hảo, chăn màn là thay hàng ngày, gọi là giặt thường xuyên đấy. Chỉ đắp một lần, nó nhiều dịch vụ. Thời gian qua, giá xăng dầu đã giảm mạnh. Trong đó, riêng xăng A92 đã giảm hơn 30% kể từ tháng 7 năm 2014. Trong khi đó, giá cước vận tải vẫn chỉ giảm nhỏ giọt, thậm chí không giảm, dù chi phí nhiên liệu chiếm tới 30-40% giá thành. Có lẽ một phần bởi ít ai nhắc đến đạo đức kinh doanh với hoạt động vận tải. Tôi có thắc mắc là giá xăng xuống rất nhiều nhưng mà giá cước thì chưa xuống. Giá vé thì vẫn là mức bình thường, cũng không tăng cũng không giảm. Sau đợt giảm giá xăng dầu mạnh nhất hôm 22 tháng 12, đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào đăng ký giảm giá vé. Đại diện Hiệp hội Vận tải Hà Nội thì cho rằng việc giảm giá vé là khó tránh, nhưng hành khách có thể phải đợi tới 15 tháng 1 năm 2015. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái việc giảm giá này thì nó sẽ còn phải tiếp tục giảm nữa, bởi vì vừa rồi cách đây 3 ngày thì cũng có một cái đợt giảm giá xăng dầu khá là sâu. Bởi vì cái doanh nghiệp họ cũng còn phải có một cái thời gian để làm các cái thủ tục để đăng ký cũng như in ấn giá vé mới. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng mới đây đã phải gửi công điện đề nghị các địa phương kiểm tra rà soát việc kê khai và niêm yết giá cước của các đơn vị vận tải trên địa bàn. Nhưng xem ra vẫn chưa có một giải pháp thực sự hiệu quả nào để quản lý giá cước. Còn hành khách thì không thể không đi xe.